Xin chào các bạn. Sau đây, tôi xin hướng dẫn các bạn phần tính cước vận chuyển theo bảng cước ô tô của tỉnh trên phần mềm dự toán data. Ở đây, tôi sẽ ứng dụng cho việc lập dự toán ở Bình Định, cho nên là tôi sẽ lấy Bình Định làm ví dụ. Các anh chị làm ở các tỉnh tỉnh khác thì ta cũng sẽ làm tương tự nhé. Đầu tiên là để thực hiện được tính cước thì ta sẽ phải chọn phần vật liệu này. Sau đó thì chọn cộng cước vận chuyển, cước VC. Sau đó chọn cộng cước ô tô mới ở đây. Ô tô mới. Tiếp theo, ta sẽ chọn tổng tính cự ly theo quyết định 89. Biểu cước ta sẽ chọn theo Bình Định. Nếu như chưa có biểu cước mới nhất, các chị vào tải đơn giá. Chọn Bình Định, sau đó thì tải. Mới nhất là có bảng cước theo quyết định số 52/2019. Sau đó ở đây ta sẽ chọn quyết định 52. Đó là cái bước đầu tiên về lựa chọn bảng cước. Tiếp theo, các anh chị sẽ xác định các cái loại vật tư cần tính cước và điền cung đường cho nó. Ví dụ như ở đây tôi sẽ thao tác vận chuyển cho cát vàng. Đầu tiên là ta sẽ tiến hành xác định đi bằng phương tiện gì. Thì có các loại phương tiện gồm ô tô, xe nhỏ 3 tấn, xe 3 cầu, xe có hút xả và xe tự đổ nâng hạ. Thì đa phần ta đi bằng ô tô. Tuy nhiên là với những cái đặc thù vận chuyển khác thì ta sẽ chọn các loại xe còn lại. Thì với các loại xe còn lại thì sẽ có các cái hệ số phương tiện đi kèm được quy định theo cái bảng cước của tỉnh. Tiếp theo, các anh chị chọn giúp loại đường và cự ly vận chuyển là bao nhiêu cây. Với trường hợp các anh chị vận chuyển với nhiều cung đường, ví dụ như sau khi đi 12 cây đường loại 2, tôi vận chuyển thêm 15 cây đường loại 3, thì ở đây ta sẽ chuột phải. Chọn thêm dòng cước, sau đó cũng lần lượt chọn loại phương tiện, loại đường và cự ly để phần mềm tính toán ra cái bảng cước cho mình. Tương tự như vậy với các vật tư khác hoặc có thể thêm các cung đường khác cho phương tiện, cho loại vật tư này để tiếp tục tiến hành cái việc nhập cước vận chuyển. Ở đây các anh chị chú ý giúp em hai nội dung. Đầu tiên đó là các cái cung đường phải xác định đúng, cự ly đường phải điền chuẩn. Tiếp theo là phải xác định được các loại phương tiện ô tô. Ở trên bảng cước này, phần mềm có hỗ trợ các anh chị một số tính năng như sau. Đầu tiên, đó là ta có thể sao chép cung đường của các loại vật tư khác. Chẳng hạn như cát, đá, chúng ta lấy cùng nguồn. Hoàn toàn có thể sao chép cung đường của cát xuống để không phải làm lại cho đá. Ta chuột phải, chọn sao chép cung đường của cát vàng. Lập tức, đá 1-2 sẽ có cung đường vận chuyển như cát vàng. Tương tự như thế với đá 46. Tính năng thứ hai đó là để bảng cước vận chuyển của mình được đầy đủ cũng như là đẹp thì ta có thể chọn ẩn vật tư không tính cước. Thì tất cả những vật tư nào không tính cước sẽ được ẩn đi. Như các chị thấy ở trên màn hình đây. Chúc các anh chị thực hiện thành công.